Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án iRobot, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Chắc là anh em còn nhớ một cái dự án có tên là Melody NFT, em mình có chia sẻ với anh em trong video hôm trước. Cũng có một chương trình iRobot với dự án Melody này rồi. Và nếu như mà anh em nào may mắn được ăn được cái con token NFT của một dự án Melody này thì họ có thể bán ở trên OKX hay là OKX ấy. Giá hiện tại bây giờ đang là 350 đô, giá thấp nhất. Thì thường là anh em thợ bán được giá thấp nhất, và đây một dự án hết sức tiềm năng. Các bạn treo giá trên đây thì gần như treo là sẽ có người mua nếu như mà cái mức giá chúng ta nó phù hợp. Và các bạn biết thời đấy là cứ một tiếng thì gần như là tiếng nào cũng sẽ có một cái lệnh khớp để chúng ta có thể xả được cái token này. Đấy, đây là một cái dự án mà chúng ta thấy là dự án có lẽ là chính dự án nó cũng tự mua lại luôn. Đấy, anh em thấy rất là cái nhịp độ mua bán rất là đều. Và cho đến thời điểm này thì cái vol chain ở trên nền tảng OKX thì nó đã lên tới là 14.000, gần 15.000, gần 15.000 BNB rồi, một cái con số rất là lớn. Và số lượng chủ sở hữu là 904 người. Đây là một dự án rất là hay, và hôm nay chúng ta có cơ hội tiếp tục nhận được NFT. Tiếp tục nhận NFT và chúng ta cũng có cơ hội nhận được token SNS. Một cái token mà các bạn sau khi chúng ta stake đồng coin Melody ở trên nền tảng web của dự án Melody, anh các bạn sẽ cờ lên một cái token SNS này, và hẹn con này cũng sẽ lead ở những sàn lớn. Trong cái event này thì nó sẽ có cái cơ cấu tài thưởng như sau. Top 100 ranking thì 10 người sẽ nhận được NFT mỗi người, và 90 người sẽ nhận được 500 token SNS. Winner thì có danh sách theo rank, đó là từ top trong top 1.000 sẽ nhận được 50 SNS. Ngoài ra top 5.000 sẽ nhận được 20 SNS, và ngoài ra thì chọn ngẫu nhiên 15 người. 15 người sẽ nhận được token Melody NFT và chia bao 1050 token SNS anh em nhé. Đấy, đây là một cái phần thưởng rất là ngon cho anh em, và nếu như anh em may mắn thì quả là tuyệt vời. Để tham gia vào giá hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nhập tài khoản Tister Google. Và công việc đầu tiên là các bạn sẽ cung cấp cho nó cái địa chỉ ví BSC chúng ta vào con tin này. Rồi tiếp theo chúng ta điền tên và điền email, sau đó xác nhận địa chỉ ví này. Tiếp theo chúng ta sẽ follow cái trang chủ ở trang Twitter của dự án Melody anh em nhé, xác nhận nhiệm vụ này. Chúng ta cũng sẽ follow kênh Token Hunter, một nguồn iRobot dành cho dự án này. Đấy, sau đó thì chúng ta rút con tin này. Rồi retweet là một cái bài đăng ở trên Token Hunter anh em nhé. Chúng ta tiến hành like và retweet bài đăng. Khá tuyệt vời. Rồi join vào kênh Telegram của dự án Token Hunter. Rồi chúng ta nút con tin. Join tiếp vào kênh Telegram của dự án Merori. Ấn con tin. Join tiếp vào kênh Telegram chat của dự án Merori. Chúng ta ấn vào nút con tin. Rồi chúng ta sẽ join vào kênh Discord của dự án Merori. Ồ, cái link Discord này thì bị hết hạn rồi. Ok, để mình thử vào trong đây mình tìm cái dự án Melody cho nào. Hình như là mình còn đang ở trong cái nhóm Melody mà. Tìm thử xem nào. Hôm trước chúng ta làm thì khả năng là chúng ta đang trong nhóm, mình đang trong nhóm đây rồi. Như vậy là mình đã tìm được cái kênh Twitter của dự án Melody đấy anh em nhé. Đấy. Khả năng mình sẽ dẫn lại cái kênh Twitter này cho anh em, vì nhiều anh em chúng ta cũng chưa có join được đúng không anh em? Đấy. Link tới bạn bè. Ok. Melody Apple thì sao nào? Link có bị hết hạn không? Không, cái này thì không bị hết hạn. Đấy. Giờ mình sẽ tiến hành mình join này. Kèo này kèo ngon anh em nhé. Hiện nay thì kèo này được một số anh em leader lớn như cộng đồng quản lý và trở thành những người phát động với dự án này. Kiểu này ngon đấy, có rất nhiều leader lớn và nổi tiếng uy tín đang làm với dự án này anh em ạ. Chúng ta tích vào đây này. Rồi, ok, nó một cái biểu tượng ở đây. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với kênh Discord này, chúng ta xác nhận những cái nhiệm vụ này.
Đây bây giờ chúng ta sẽ visit lại cái trang này. Visit cái trang Melody và chúng ta kết nối cái địa chỉ ví của chúng ta vào. Kết nối địa chỉ ví. Thì hôm trước bạn nào mà trúng cái token NFT thì các bạn vào đây chúng ta nó pick up này. Nếu mà thì có thể claim cái token này nhá. Pick up arrow. Bây giờ mình ăn con tin này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chụp ảnh chụp cái cộng đồng mà bạn thấy chúng tôi nhé. Thì các bạn có thể chụp ảnh màn hình một là cái video từ kênh của chúng ta, hai là các bạn có thể chụp ảnh màn hình cái kênh Terra, cái video có chứa cái thông tin về giá này nhé. Rồi ở đây là thảo luận điều thú vị những người trên kênh nhóm tài liệu và tải ảnh chụp màn hình lên. Ok, đây bây giờ thì cái này thì mình bình luận đây, ta vào đây chúng ta bình luận một tí cho là chúng ta chụp ảnh màn hình thôi, đơn giản thôi đúng không em. Đấy, đây chúng ta vào đây chúng ta bình luận một tí nhá. Rồi chúng ta chụp ảnh màn hình nhé. Đó, đây là mình hướng dẫn luôn anh em mình cái bước ở đây. Chúng ta sẽ chụp ảnh màn hình. Đâu rồi nhỉ? Đây. Upload cái hình ảnh màn hình này lên này. Thấy chưa? Anh em chờ một tí nhá. Nó đang upload này. Ok. Tham gia vào các event ở trên Discord để kiếm thêm phần thưởng. Rồi, cái này thì yes. Lại có một cái chương trình alop nữa. Ok, thích thì làm luôn cả hai cái đi anh em nhỉ. Cái này là một cái cộng đồng khác. Melody SGS, ok, để làm luôn cả hai chương trình này nhé. Mình sẽ dẫn lại link của cả hai chương trình alop này, chúng ta làm cả luôn. Mình con tin này. Điền vào Melody Google Form, nó mở ra này. Trở thành cái đại sứ của dự án ấy. Anh em nào muốn làm chúng ta làm. Thật ra mình cũng không làm, có lẽ mình cũng không điền form này, nhưng gần con tin đi. Rồi cái phần này thì chúng ta có thể chụp ảnh màn hình ở trên kênh YouTube nhé. Bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn với anh em cả cái chương trình iLoop tiếp theo này, để anh em có thể là chúng ta có điều kiện chúng ta làm này. Đây. Nó có hai chương trình iLoop, thì cái chương trình iLoop tiếp theo chúng ta cũng làm tương tự với tôi. Đấy, chúng ta copy phần địa chỉ ví này và paste đây này. Rồi, cũng làm tương tự. Đấy. Rồi follow Melody SRS này. Xác nhận nhiệm vụ này. Đấy, chúng ta sẽ retweet cái bài đăng ở trên Twitter nữa. Đấy. Ok, xác nhận cái nhiệm vụ này. Rồi join vào kênh Telegram, ở đây thì chúng ta đã join rồi đúng không em? Đấy, join rồi này. Xác nhận nhiệm vụ này. Cái này cũng ấn vào và soi và xác nhận nhiệm vụ này. Đó. Rồi. Join vào kênh Discord thì mình cũng đã join hôm nãy rồi nên xác nhận luôn đúng không ạ? Mở tiếp cái này này thì cũng làm tương tự thôi. Cái này thì thực tế chúng ta lặp đi lặp lại cái form thôi. Rồi ở đây upload lại đúng cái hình ảnh hôm nãy luôn. Đấy, upload đúng cái hình ảnh hôm nãy luôn và con tin. Cái hai cái này là một thôi nhưng mà nó hai cộng đồng khác nhau, chúng ta chơi cả hai cũng được. Anh em hiểu không ạ? Em hình dung ra cái kiểu chơi cả hai chưa? Đó. Rồi. Participate Discord này. Mở ra này. Ấn con tin này. Đấy, cũng vẫn là cái này thôi đúng không em? Đấy, rồi điền form chúng ta cứ ấn vào click here và chúng ta ấn con tin luôn để xác nhận kiếm cái entry nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng cả cái này thì các bạn dùng cả dùng chung cái ảnh nhé. Chúng ta có thể chỉ cần chụp ảnh màn hình ở trên kênh Telegram mình đăng tải thôi. Hoặc là ở trên YouTube mình đăng tải cái làm upload lên cái là xong anh em nhé. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chương trình iLoop của cái dự án Melody, một dự án hết sức tiềm năng. Phải nói là một dự án rít luôn, dự án đã có mua bán, đã có chay chúc chay chĩa chiếc đàng hoàng. Và anh em có thể tham gia vào dự án iLoop này cũng như là sau này chúng ta có thể tìm kiếm những cái chương trình launchpad liên quan dự án này. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở tiếp theo.